chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ninh Bình mở cửa trở lại hoạt động giải trí, thể thao, du lịch nội địa. Tuyên Quang phát hiện đối tượng F0 trốn cách ly. Bắc Giang thu 6.800 tỷ đồng từ vải thiều. Đà Nẵng triển khai mô hình 3 tại chỗ để chuỗi sản xuất không bị đứt gãy. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa có công văn về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh sau một thời gian dừng hoạt động. Tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các cơ sở dịch vụ phục vụ khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Người đứng đầu các đơn vị cơ sở kinh doanh phục vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tiếp tục hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài nhà, giữ khoảng cách giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Đối với các hoạt động khác, thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại các địa phương có tuyến đường thủy giáp với thành phố Cần Thơ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 7, Cần Thơ đã tạm dừng nhiều bến đò ngang trên sông Hậu nối thành phố Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long và ngược lại. Trước đó, từ 0 giờ ngày 2 tháng 7, Cần Thơ cũng đã cho tạm dừng các bến phà, bến đò nối Cần Thơ với tỉnh Đồng Tháp. Các bến đò ngang phải tạm dừng gồm Cần Thơ, thị xã Bình Minh, Cồn Khương, Bình Tân, Cô Bắc, Tròm Yên, khu công nghiệp Trà Nóc, Tân Bình, Cái Chôm, Xẻo Lá, Rạch Nọc, xã Hời. Thời gian tạm dừng từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng các trường hợp chờ bệnh nhân đi khám chữa bệnh hoặc cấp cứu thì các bến đò ngang vẫn được phép hoạt động bình thường. Quá trình vận chuyển phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên các tuyến đường thủy giữa Cần Thơ với các địa phương giáp danh. Hàng ngày số lượng người dân qua lại lao động rất nhiều. Để giải quyết vấn đề này, Cần Thơ đã thực hiện giải pháp tức thời là cho lao động ngoài tỉnh đến Cần Thơ làm việc, ở trọ lại tại các nhà trọ trên địa bàn nhằm kiểm tra kiểm soát, không để người dân qua lại trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp. Luôn là những người đến trước về sau, đồng thời đảm nhiệm nhiều công việc khó khăn vất vả là hình ảnh của các chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành hiện nay thì vai trò của lực lượng này tiếp tục được khẳng định với vai trò tuyến đầu, đúng với tinh thần chống dịch như chống giặc. Hơn một năm qua, kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19, ngoài việc sẵn sàng chiến đấu thì quân đội luôn là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Không chỉ có mặt trực tiếp tại các điểm nóng về dịch mà còn là lực lượng được giao đảm nhận công tác tiếp nhận cách ly cho hàng nghìn lượt công dân thuộc diện F1. Thượng úy Nguyễn Văn Tập thuộc Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay đã trở thành người bếp trưởng bất đắc dĩ. Sau khi bàn giao khu cách ly số 5 trường Đại học Công đoàn cho huyện Yên Mỹ, ngày 26 tháng 6, anh cùng 40 cán bộ chiến sĩ lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, phục vụ hơn 600 F1 đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly số 2 của tỉnh là trường Đại học Thủy lợi trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Các anh đã không quản ngại khó khăn vất vả, vượt qua cả sự hiểm nguy dịch bệnh, âm thầm lặng lẽ, căng mình lo từng suất cơm đến tận tay người cách ly. Lực lượng rất là mỏng mà quân số của các công dân vào khu vực cách ly là rất là đông. Anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức. Từ 5 giờ sáng là chúng tôi nhận thực phẩm và nấu cơm, đến đẫy trưa chúng tôi 12 giờ chúng tôi mới được ăn. Buổi chiều chúng tôi là bắt đầu là từ 1 rưỡi là chúng tôi bắt đầu vào làm việc để kịp nấu cơm, để kịp chia cơm cho bà con. Tối 9 giờ là chúng tôi bắt đầu được ăn cơm xong và tắm giặt xong. Mỗi khi xuất hiện bệnh nhân COVID-19, các địa phương quanh vùng phong tỏa thì bất chấp thời tiết, mưa hay nắng, ngày hay đêm, các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đều là những người có mặt đầu tiên để dựng chốt kiểm soát. Với vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trực kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền và giúp đỡ người dân. Các anh chiến sĩ ở đây là rất nhiệt tình, mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt mà nóng bức lắm. Nhưng cả ngày cả đêm em thấy các chú cán bộ lại rất chi là quan tâm đến dân và rất là cố gắng hết mình. Trong làng mà có nhu cầu mặt hàng hóa gì ở ngoài giúp trao đổi được thuận tiện ạ. Ngoài công việc mang tính chất đặc thù như tổ chức phun khử khuẩn trên các tuyến đường, các khu vực cách ly và những nơi có nguy cơ cao thì cán bộ chiến sĩ công an quân đội còn trực tiếp tham gia kiểm soát người ra vào, đo thân nhiệt, ghi nhận thông tin khai báo y tế, vận chuyển, giúp người dân lương thực và các nhu yếu phẩm,
tất cả đều với tinh thần cao nhất, sẵn sàng chung sức chung tay chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã lập các chốt kiểm soát người ra vào tại các cửa ngõ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, thì nhiều đối tượng có hành vi làm giả con dấu kiểm định, giấy xét nghiệm, làm giả hồ sơ bệnh án, sử dụng xe cứu thương, xe chở gia súc để đưa người vượt chốt kiểm dịch vào địa phương. Và những hành vi này như những hạt sạn cản trở những nỗ lực phòng chống dịch của cộng đồng. Đây là đối tượng Vũ Văn Phúc, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đã bị công an thị xã Quảng Yên tạm giữ hình sự do có dấu hiệu phạm tội, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan chức năng, tổ chức. Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận đã mua 3 giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ một người tên Huyền ở Hưng Yên để đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh ở cầu Bạch Đằng ngày 27 tháng 6. Trước đó, ngày 23 tháng 6, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Vàng Chua, thị xã Đông Triều, lực lượng chức năng cũng phát hiện 20 người Bắc Giang trốn trên 5 xe tải chở lợn để qua mặt lực lượng đi vào địa bàn. Đang nói, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, có người trong đoàn xe còn chống đối, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài hai vụ việc nêu trên, trong quá trình kiểm soát tại các chốt, các lực lượng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm quy định phòng chống dịch như khai báo không trung thực, trốn trong thùng hàng, sau ghế lái để tránh khai báo y tế khi không đáp ứng được các yêu cầu kiểm soát của địa phương, làm giả dấu kiểm dịch cho người trốn trong xe chở hàng. Đây là các hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cũng phải nói cái khó khăn là cũng có nhiều, có một số công dân, giờ cái thông tin cũng như cái hiểu biết và cái phối hợp thì cũng chưa được tốt lắm, khiến do lực lượng y tế cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề giải thích cũng như là hướng dẫn, gây mất nhiều thời gian, công đoạn cũng có những lúc có nơi có thời gian thì cũng gây cái ủn tắc. Trong khi có hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ phải căng mình tại các điểm chốt để kiểm tra người ra vào địa bàn, thực hiện phòng chống dịch, thì không có ít người vì lợi ích trước mắt mà làm ảnh hưởng tới cả nỗ lực phòng chống dịch của hàng triệu người. Chốt ở cầu Đá Bạc đấy thì chúng tôi gặp rất là nhiều cái vấn đề, nghĩa là có những cái trường hợp là có thể là đi qua chốt không xuống khai báo, không tự nguyện xuống khai báo y tế, và đi qua chốt thì chúng tôi đã phải là dùng bằng cái phương tiện chuyên dùng, nghĩa là đuổi theo và dừng lại yêu cầu quay lại chốt để làm việc, lập biên bản xử lý một số trường hợp là cố tình qua chốt. Đến nay, sau 8 ngày phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, với sự vào cuộc tích cực, Quảng Ninh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Hiện tỉnh vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn. Tại các chốt cửa ngõ giao với các tỉnh, vẫn duy trì yêu cầu người vào địa bàn phải có giấy xác nhận an toàn với dịch bệnh COVID-19. Đối với các trường hợp vi phạm, sẽ xử lý nghiêm. Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện đối tượng F0 là bệnh nhân 10.245 trốn cách ly tại Viện Quân y 110, thành phố Bắc Giang. Đối tượng này sinh năm 1992, trú tại thôn Ngài Sảng, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Sau khi nhận được tin báo trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhận định khả năng đối tượng sẽ di chuyển về Hà Giang bằng phương tiện vận tải công cộng qua địa phận tỉnh Tuyên Quang. Khoảng 16 giờ 50 phút chiều ngày 4 tháng 7, các đơn vị chức năng công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện đối tượng trên xe khách Cầu Mè. Tại thời điểm phát hiện, trên xe có tổng cộng 26 người, trong đó bệnh nhân 10245 được đưa về Bắc Giang. 4 hành khách là người Tuyên Quang được đưa đi cách ly ngay tại Bệnh viện Phổi, 21 hành khách còn lại được đưa về cách ly tại Hà Giang. Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng các đường bay đi và đến cảng hàng không Thọ Xuân. Tạm dừng khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Bài, Chu Lai và ngược lại theo văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19. Cụ thể, đối với các chuyến đi và đến cảng hàng không Thọ Xuân và đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Chu Lai tạm dừng từ 0 giờ ngày 4 tháng 7, còn chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Bài và ngược lại dừng từ 0 giờ ngày 5 tháng 7. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành báo cáo về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Hiện thành phố đã triển khai tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đạt tỷ lệ 31,02% vượt chỉ tiêu được giao. Hà Nội cũng tiếp tục duy trì cổng dịch vụ công thành phố và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của thành phố, tiếp tục triển khai cung cấp cho người dân
tổ chức và doanh nghiệp trên 1.680 thủ tục hành chính. Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 73 có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2021, quy định mẫu hộ chiếu có gắn chip điện tử, các trang trong có in họa tiết chống đồng, cảnh đất nước, di sản văn hóa Việt Nam. Toàn bộ nội dung hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả. Đối với hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành. Thưa quý vị và các bạn, vụ vải Bắc Giang năm nay cơ bản kết thúc, ước tính tổng doanh thu đạt khoảng 6.800 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang đã tiêu thụ 215.000 tấn vải thiều, mức cao nhất hơn chục năm qua. Sản lượng tiêu thụ vượt mục tiêu so với kế hoạch, kịch bản ban đầu đề ra. Giá vải năm nay dao động bình quân từ 12.000 đến 26.000 đồng 1 kg. Ngoài bán, xuất khẩu vải tươi, năm nay Bắc Giang cũng đẩy mạnh xuất bán vải sấy khô. Ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ và sản xuất tại chỗ, đó là mô hình 3 tại chỗ đang được các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện. Kết hợp cùng với các giải pháp khác, mô hình 3 tại chỗ được đánh giá là sẽ đảm bảo chuỗi sản xuất không bị đứt gãy và góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả lâu dài. Đây là khu xưởng được công ty sản xuất linh kiện máy bay UAC bố trí riêng cho nhóm công nhân liên quan đến ca bệnh COVID-19 được phát hiện tại công ty trước đây. Thay vì phải cách ly tại nhà, công ty mất nhân lực sản xuất, công nhân mất thu nhập, phương án 3 tại chỗ đã được thực hiện. Nhóm công nhân được bố trí ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ và sản xuất tại chỗ. Tụi em được kiểm tra mẫu xét nghiệm hàng tuần và hàng ngày thì tụi em được kiểm tra nhiệt độ 4 lần trên một ngày và giờ giấc sinh hoạt thì cũng tuân theo kiến nghị của trung tâm phòng chống dịch thì tôi em cũng cảm thấy là yên tâm. Ngoài ca bệnh và các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung thì theo nguyện vọng của những công nhân liên quan còn lại, công ty vẫn để họ làm việc để đảm bảo thu nhập. Tuy nhiên, nhóm công nhân này được công ty bố trí làm việc theo điều kiện đặc biệt của 3 tại chỗ, nên về cơ bản, hoạt động sản xuất của công ty vẫn được đảm bảo, mức độ ảnh hưởng cũng rất thấp. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đà Nẵng, 3 tại chỗ đang là mô hình được Ban khuyến khích thực hiện. Cách làm này tuy khiến chi phí tăng và làm giảm năng suất nhưng có thể đảm bảo an toàn sản xuất cho cả hệ thống. Song song đó là các giải pháp như phân tách quy trình sản xuất theo từng nhóm riêng biệt, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào công ty, xét nghiệm định kỳ ngẫu nhiên các công nhân để tầm soát dịch thường xuyên. Triển khai đến tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các cái khu công nghiệp một phương án 3 tại chỗ để mà giữ trụ cái tình hình mà dịch bệnh bùng phát. Thì đó là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và ở tại chỗ. Các doanh nghiệp phải đảm bảo được cái đời sống cho người lao động. Hiện có khoảng 500 doanh nghiệp với hơn 70.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng. Trước đây, do ảnh hưởng bởi COVID-19, thành phố đã từng phải tạm dừng hoạt động cả một khu công nghiệp, xét nghiệm hơn 8.000 công nhân và hàng chục doanh nghiệp phải dừng hoạt động gây thiệt hại kinh tế rất lớn. Vì vậy, 3 tại chỗ hiện là mô hình được các doanh nghiệp hướng đến thực hiện lâu dài để đảm bảo nền sản xuất không bị đứt gãy và thích ứng với dịch COVID-19. Giá thép đã chính thức giảm tiếp khoảng 300.000 đồng mỗi tấn, đưa mặt hàng giá chung của các thương hiệu sản xuất trong nước về dưới 17 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 một số doanh nghiệp thép điều chỉnh giảm giá sau đợt dài tăng nóng. Trước đó cũng đã có 2 lần giảm trong tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên hiện giá thép trong nước vẫn còn cao dù đã qua 3 lần giảm. Giá xuất xưởng vẫn quanh mốc 16.300 đến 17.000 đồng 1 kg tùy loại. Dự báo thời gian tới giá thép có thể sẽ tiếp tục giảm thêm. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136 năm 2020 quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy. Trong Nghị định 136 đã quy định rõ yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình và đặc biệt là hộ gia đình sinh sống, kết hợp sản xuất kinh doanh, giao trách nhiệm phòng cháy chữa cháy cho cơ sở. Tuy nhiên thực tế thì vẫn gặp không ít những khó khăn. Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân có khoảng 200 hộ gia đình có nhà để ở vừa kết hợp để sản xuất kinh doanh. Đặc điểm chung của những ngôi nhà này đã xây dựng từ lâu năm, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.
Cùng đó, những cơ sở kinh doanh này cũng thường chỉ trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản, không có khả năng ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh như quy định của Nghị định 136. Đây là những cái nhà ở mà nhà ở hộ gia đình, cho nên là người ta xây theo cái bản vẽ thiết kế của người ta tự thiết kế ra, và cái bản vẽ thiết kế đó thì không được gửi đến cơ quan chức năng để mà thẩm duyệt về phòng cháy cháy. Thì luật cũng chưa yêu cầu các cái hộ dân và hộ gia đình là phải có bản vẽ thiết kế và gửi về phòng cháy cháy. Các chuyên gia cho rằng cần phải rạch ròi giữa nhà dân để ở và nhà dân ở kết hợp kinh doanh, cần đưa ra các quy định cụ thể, điều kiện để nhà dân được phép kinh doanh. Cùng với đó, nhà để ở phải hạn chế kinh doanh các mặt hàng dễ cháy. Hiện nay nó đang bị lẫn lộn giữa nơi ở của người dân với lại kinh doanh, mà đang chưa có những quy định pháp luật mang tính nghiêm khắc nhất để làm sao tách rời nó ra. Chính vì thế cho nên là nếu vẫn còn cái hiện tượng này thì rõ ràng cái nguy cơ cháy nổ xảy ra ở tại cái nơi ở và nơi kinh doanh đó vẫn có thể rầm rịch, tức là rình rập đối với lại nguy cơ của đời sống của người dân. Nếu trước mắt thì có thể phải ban hành một cái nghị định quy định rất rõ trong vấn đề là bóc tách những vấn đề đấy ra, thì chúng ta mới đạt được cái mục đích là làm sao đảm bảo được cái cuộc sống của người dân, vừa phòng cháy chữa cháy vừa đảm bảo an toàn đối với đời sống của người dân. Nghị định 136 cũng phân cấp tối đa việc quản lý cho cấp cơ sở, quy định rõ danh mục cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường quản lý để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Tuy nhiên, trên thực tế, lực lượng này không được đào tạo chính quy về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, nên thực tế triển khai còn gặp những khó khăn. Trên thực tế thì cũng gặp khó khăn, lực lượng công an phường thì đa số là không được đào tạo chuyên nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy, chuyên môn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Thì công an phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban phường tổ chức các buổi tập huấn kết hợp với đội phòng cháy chữa cháy để tổ chức các buổi tập huấn. Nước xa không cứu được lửa gần, để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người trong gia đình, ngoài những quy định pháp luật thì ý thức của người dân vẫn là điều quan trọng nhất. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng liên tục diễn ra trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung khiến nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Tại Đà Nẵng, để chủ động bảo vệ tài nguyên rừng, các địa phương đang triển khai những biện pháp cấp bách để phòng chống cháy rừng, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Tổng diện tích rừng ở huyện Hòa Vang là trên 50.000 ha, chiếm 2/3 diện tích rừng toàn thành phố Đà Nẵng. Đã có 9 tổ ứng trực được thành lập ở 8 xã có rừng, thường xuyên kiểm tra tại các khu vực trọng điểm. Thành viên của tổ, ngoài lực lượng của hạt kiểm lâm, còn có sự tham gia của người dân địa phương. Mình chủ rừng thì mình có những cái bản cảnh báo khu vực là dễ cháy, mọi người dân là vào đó là phải cảnh giác, khi trước khi là vào đó là không được nên hút thuốc này. Rồi là khi xử lý thực bị mà kế cận mình phải nhắc nhở cho người dân hiểu thêm hơn. Trước tình hình nắng nóng liên tục diễn ra, cấp dự báo cháy rừng tại Đà Nẵng hiện ở cấp 3 đến cấp 4, cấp cực kỳ nguy hiểm. Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang đã phân công lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuyên truyền lưu động cho người dân, đặc biệt là việc xử lý thực bì trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Cái công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm trong các vấn đề vi phạm về phòng cháy chữa cháy thì cơ quan kiểm lâm là xử lý rất nghiêm, nên những cái tình hình gọi là cháy rừng cũng đi vào rất là hạn chế. Trong năm 2021 này thì chưa có cái vụ cháy rừng nào lớn, chỉ có là điểm là phát lửa, thì chúng tôi tập trung lực lượng 4 tại chỗ dập kịp thời. Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cũng thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống chữa cháy rừng trên địa bàn với 38 người, chia làm 3 tổ công tác hoạt động trên 3 địa bàn trọng điểm, gồm khu rừng bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và các khu rừng ở huyện Hòa Vang. Những khu rừng này là ở sát dân và có những khu du lịch là tại các khu rừng. Do đó cái việc mà xử lý lửa ở trên các khu rừng này rất là dễ xảy ra cháy rừng. Những cái khu này có cái diện tích rừng mà ven rừng là rừng nghêu và cây bụi rất là lớn. Và đặc biệt là cái mùa mưa của năm vừa rồi thì cái số cây đổ ngã nó cũng khá nhiều. Do đó là cái việc mà xử lý thực bì, xử lý cái phòng cháy chữa cháy cũng nguy cơ cháy rừng rất là cao. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt cùng với nỗ lực của các lực lượng chức năng. Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, các chủ rừng nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào.